Xuân tươi cuộc sống Hàn Quốc xin kính chào mọi người. Hôm nay hai mẹ con nhà tươi đi dạo và ngắm cảnh rừng núi hồ nước ở gần nhà tươi nè. Trời đang là mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả hồ nước, nhìn thấy rất là đẹp, nên tươi quay video lại để mọi người cùng thưởng thức khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời này. Xin mời mọi người cùng đi dạo và ngắm nhìn cảnh đẹp với hai mẹ con nhà tươi nhé. Ở Hàn Quốc, người bản địa rất thích đi lên núi để thư giãn, ngắm cảnh và nâng cao thể chất. Xuân Tươi thì lâu lâu cũng đi lên núi giống như người bản địa ở nơi đây vậy đó. Bây giờ đang là mùa đông, nhiệt độ ngoài trời hiện âm 23 độ C, tuyết rơi trắng xóa lối đi, nhưng người ta cũng đi bình thường. Hai mẹ con nhà Tươi chưa đi lên núi vào mùa đông bao giờ cả, thường thì chỉ đi vào mùa xuân và mùa hè. Trong đầu thì tự dưng nảy ra ý định lên núi vào thời điểm này xem có ai đi hay không cho biết vậy thôi, nên khi đi không có chuẩn bị nước uống hay là đồ ăn vặt gì cả. Không ngờ là đến đây cũng có khá là nhiều người đi quá luôn đó mọi người. Đường đi lên núi ở đoạn đầu thường là được nhà nước trải nhựa xi măng bằng phẳng như thế này để dễ đi. Còn những đoạn ở trên thì là lối mòn bình thường, nhưng lối đi rộng rãi và dễ đi lắm. Đây là lúc cô công chúa nhỏ nhà mình hăng say và hứng thú nè. Rừng núi ở Hàn Quốc đa số là những cây thông lá kim như thế này, nhưng tuổi thọ của cây thông thì thật đáng nể luôn đó nha. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ tuổi của cây chắc cũng trên 80, 100 tuổi hơn không đó. Cô công chúa nhỏ nhà mình hăng say đi, xong rồi đến lúc mệt thì cũng bắt mình ẵm như thế này nè mọi người. Mọi người ơi, phía trước là một cái hồ rộng lớn và nước trong hồ đã đóng băng trắng xóa hết rồi kìa. Tôi xin mời mọi người cùng xem cảnh hồ nước đóng băng với mẹ con nhà Tươi nhé. Dòng sông trắng xóa tiếp. Dòng sông đã đóng băng rồi mọi người. Đây là vị trí mà mình đang đi đến nè mọi người. Nó có tên gọi là He San Chong. Còn đây là 8 cảnh đẹp tiêu biểu ở thành phố nơi mình ở. Con vẫy tay giống mẹ chào cô chú đi con. Đây là bản sao của Tươi nè. Tươi làm gì thì em ấy làm y chang theo luôn.
đó đi. Cũng ngồi nữa. Ngồi nữa hả? Ngồi giống mẹ vậy đó hả? Gió bay tóc hết trơn rồi. Thảy đá xuống thử xem nó có bị vỡ không á, và mình cũng bắt chước mình thảy một cục đá xuống nha, nhưng mà không hề vỡ nha mọi người, tại vì nó đóng băng rất là dày rồi. Đi dạo được một lúc với mình thì bây giờ bé đã buồn ngủ rồi, có lẽ do khung cảnh mùa đông nên dễ gây buồn ngủ này đúng không mọi người. Bé gái nhà tôi đã ngủ rồi cho nên là tôi tranh thủ đi dạo ở cây cầu gỗ này. Mọi người theo chân Xuân tôi đi dạo cây cầu gỗ này nhé. Buổi đi dạo của hai mẹ con nhà tôi đến đây là thôi. Lần sau tôi sẽ đi nhiều hơn, quay cảnh dọc theo sườn núi và bờ hồ nhiều hơn nữa. Mọi người ơi, nếu yêu thích cảnh sông núi ở Hàn Quốc và muốn tôi quay nhiều hơn nữa, hoặc là những cảnh mà mọi người muốn biết đến, thì hãy like và để lại bình luận bên dưới video này. Xuân tươi cuộc sống Hàn Quốc sẽ sắp xếp thời gian để quay và gửi đến cho mọi người những thước phim chân thật nhất nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ủng hộ cho tươi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin chân thành cảm ơn.